Một, hai, ba. Rung. Xong. Về chuồng. Với công nghệ lau rung OPPO Pro, giờ đây bạn sẽ không cần phải lau nhà mà nhà vẫn sạch sẽ. Mình sẽ tháo tấm khăn lau để kiểm chứng và xem thành quả. Theo thiết kế của hãng thì khăn lau rung chỉ dùng được một lần. Sau khi mà lau xong thì bạn sẽ phải bỏ tấm khăn này đi và dùng tấm khăn mới cho lần lau tiếp theo. Và khi bạn mua máy thì chúng ta sẽ có một túi khăn gồm 10 tấm khăn được tặng kèm. Như vậy nếu cái tần suất lau thường xuyên thì khoảng 1 đến 2 tháng là bạn đã sử dụng hết một cái túi khăn này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một kinh nghiệm và bí quyết để các bạn có thể duy trì và tái sử dụng cái khăn này thêm một vài lần nữa. Và ngay bây giờ các bạn sẽ đi theo mình. Để tái sử dụng nhiều lần và kéo dài tuổi thọ cho tấm khăn dùng một lần thì cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn phải chú ý là tuyệt đối chỉ sử dụng khăn chính hãng. Tất nhiên rồi, nếu các bạn dùng khăn fake, khăn lô thì các bạn tái sử dụng làm cái gì? Một lần nó còn lau không ăn thua, nói gì thì đến là tái sử dụng nhiều lần. Rồi, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì các bạn cũng cần phải đảm bảo là dùng nước lau sàn chính hãng dành riêng cho robot. Các bạn nhớ nhé, nước lau sàn chính hãng thì cái cách mà để chúng ta phân biệt khăn lau chính hãng và khăn lau fake, nước lau sàn chính hãng và nước lau sàn không chính hãng thì các bạn có thể xem ở trên kênh của Quang Vacuum. Và bây giờ mình sẽ đến với phần chia sẻ chính là làm sao để cho cái tấm khăn này có thể tái sử dụng được. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu là cái tấm khăn này tại sao nó lại là cái tấm khăn dùng một lần. Thứ nhất là cái kết cấu của nó sẽ không có cái đường bảo vệ ở xung quanh, và khi mà mình gỡ cái tấm này ra thì cái đường này nó sẽ bị rách và nó làm cho cái tấm bị mất cấu trúc. Thì cái việc đầu tiên chúng ta nếu muốn tái sử dụng thì chúng ta phải giữ cho cái nếp này nó không bị rách bằng cách là khi mà bạn gỡ nó ra thì bạn gỡ đều tay. Đây, bạn đưa gỡ đầu tay. Sau khi gỡ được đều tay rồi thì bạn ép nó xuống và bạn kéo này, để hạn chế tối đa nhất cái bề mặt này nó bị rách. Đó. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ nhé. Đây là cái tấm khăn này. Thì bây giờ mình giặt. Trong rất là nhiều các cái video hướng dẫn mình đã nói đến vấn đề là cái cách giặt khăn như thế nào. Thì khăn này là khăn siêu thẩm thấu. Vì vậy nên là khi mà mình giặt bằng xà phòng giặt quần áo nó sẽ làm hỏng cái chất liệu siêu thẩm thấu này. Chính vì thế cho nên là các bạn chỉ nên giặt bằng nước trắng thôi. Đây, mình sẽ giặt chỉ và giặt bằng nước trắng. Mình cho ướt khăn và mình từ từ mình giặt. Đấy, như vậy các bạn thấy nước đục nó chảy ra. Đó, sau khi nước đục chảy ra hết xong nhé. Đây, mình đóng cái chốt lại để cho các bạn nhìn thấy nước đục. Đấy, nước đục rất là nhiều, chứng tỏ nó thẩm thấu được rất nhiều nhé. Sau khi mà nước đục nó chảy ra thì nên toàn bộ là nước đục hết, cái bụi này là bụi vi khuẩn thì nó vẫn chưa thể sạch hết rồi. Thì nếu mà các bạn vẫn muốn sạch tiếp nhé thì các bạn sẽ dùng cho mình cái này. Đấy, các bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là xà bông sát khuẩn. Thì nó sẽ không có cái tính mà làm cho cái sợi vải bị thay đổi cấu trúc mà nó vẫn sạch được. Hoặc là mình có thể sử dụng cái dung dịch rửa tay này cũng được. Đấy. Những cái thứ này đều ok hết nhé. Thì mình đã kiểm chứng rồi. Đó, nó vẫn sạch và nó không làm cho cái khăn này bị bết lại. Và các bạn chú ý là khi mà mình giặt đều tay. Cho mình không được vò mạnh. Vò mạnh thì cái phần viền này nó sẽ bị rách. Với kinh nghiệm của mình thì cái khăn này hiện tại mình đang tái sử dụng đến lần này lần thứ tư rồi. Thường thường là mình sẽ tái sử dụng được khoảng 5 lần. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được gấp 5 lần so với bình thường. Tức là thay vì việc là 2 tháng mình phải thay một cái túi khăn có 10 cái khăn thì mình có thể tăng lên nhân với 5 lên, tức là khoảng 8 đến 10 tháng mình cần phải thay. Thì đây bạn có thể giặt lại. Bạn giặt thật sạch đi nhé. Bạn giặt thật sạch hết cái nước đục đi cho mình. Đấy. Sau khi mà bạn vắt này, bạn vắt đều tay
bắt đều tay cho mình và bạn mang đi phơi đó. Và cũng vẫn như các cái chú ý mà mình đã nhắc nhở các bạn ấy, là cái việc mà dùng nước lau sàn chuyên của robot ấy rất là quan trọng, và các bạn phải chú ý đến xuất xứ cũng như là đến hạn sử dụng rồi, và cái cách pha thì thông thường khi mà các bạn pha ở đây mình đã pha sẵn xong rồi, nhưng khi các bạn pha thì nước nó sẽ bị chảy ra xung quanh rất là nhiều như vậy nhé. Thì cái điều này là cái điều mà các bạn phải hết sức chú ý này. Đây, khi mà nước nó chảy ra đây thì không sao, nhưng nếu nó chảy vào cái connector ở đây thì nó sẽ làm cho cái tín hiệu bị chập. Đấy là lý do tại sao mà cái motor lại bị cháy ấy. Thì khi mà các bạn pha nước lau sàn vào đây này thì các bạn phải hết sức chú ý là pha xong và đổ xong ấy, thì chúng ta phải dùng cái giấy ăn chúng ta lau khô cái chỗ này đi, nó thật khô nhé, phải đảm bảo thật khô không bị dính nước. Sau đấy thì các bạn mới dán cái tấm khăn này, coi như là cái tấm khăn này khô rồi thì chúng ta dán. Và có một cách nữa để cho nó hạn chế cái việc mà cái khăn này nó bị hỏng là khi dán các bạn dán thật cân đối vào cho mình, thật cân đối và chính xác nhé, không được lệch đó. Thì mình sẽ hơi vuốt lên trên một tí này, hơi vuốt lên trên một tí làm sao cho cái khăn nó phẳng nhất đó. Còn pha thì cái cách pha nước lau sàn thì mình cũng hướng dẫn rồi, mình sẽ phải xem tỷ lệ pha ở đây. Thông thường những cái chai nhỏ này tỷ lệ sẽ là 1/200, tức là các bạn sẽ cho khoảng 2-3 giọt vào trong này thôi, còn phần còn lại thì các bạn chú ý tuyệt đối nhé, phải cho nước qua vòi lọc. Nếu mà mình dùng cái nước máy này thì nó có cặn vôi, đây các bạn nhìn cặn vôi nó sẽ tắc hết những cái ống dẫn này, van này, lưới nọc này, van phun, van bơm, van dẫn, hỏng hết luôn. Cho nên là đây là những cái cách chia sẻ của mình để giúp cho bạn có thể là dùng robot ấy sao cho hiệu quả nhất, và đặc biệt là cái tính năng lau nhà này, cái tính năng rất là hữu ích của một con robot.